Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bà Trương Thị Mai lại cả khịa hai mày râu là bí thư và chủ tịch tại Hà Nội. Bà Trương Thị Mai hiện nay là phụ nữ duy nhất trong bộ chính trị. Trước đây, tờ Thời báo .d đã có đưa tin bà Trương Thị Mai nói bóng nói gió nhắm vào ông bí thư thành ủy Hà Nội khi bà nói câu rằng không để mấy ông cán bộ bị kỷ luật ngồi mãi vào ngày 22 tháng 7 vừa qua. Không biết giữa bà Mai với ông bí thư Hà Nội có gặp vấn đề gì với nhau hay không, mà lần này bà Mai một lần nữa phát biểu nhắm vào lãnh đạo thành phố này. Vào ngày 11 tháng 8 vừa qua, tại hội nghị quán triệt triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng, bà Trương Thị Mai lại có phát biểu rằng cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài, đồng tiền ngân sách phải được sử dụng hiệu quả. Theo bà Mai, việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý tại nước ngoài đều quan trọng, nhất là đồng tiền ngân sách nhà nước phải được sử dụng hợp lý, hiệu quả nhất. Đây là hình ảnh vào ngày 22 tháng 7, bà Mai đã cả khịa ông bí thư Hà Nội lần thứ nhất. Bà Mai nói rằng khuyến khích các địa phương, đơn vị chủ động trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại nước ngoài khi có điều kiện. Ban tổ chức Trung ương sẽ hỗ trợ công tác liên hệ với các cơ sở đào tạo. Điều quan trọng nhất là đồng tiền ngân sách nhà nước phải được sử dụng hợp lý và hiệu quả. Phát biểu của bà Mai ngay sau khi có tin Hà Nội dự kiến chi 90 tỷ đồng cho đào tạo cán bộ ở nước ngoài cho hàng trăm công chức. Viên chức sẽ được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cử đi học tập tại Mỹ, Đức, Nhật, v.v. Giai đoạn 2022-2025, tổng kinh phí khoảng 90 tỷ đồng. Theo đề án đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng của cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030, được ban hành vào ngày 8 tháng 8, Sở Nội vụ Hà Nội sẽ chủ trì cử 60 cán bộ đi học hỏi kinh nghiệm thực tế về quản lý phát triển đô thị ở Nhật Bản, Singapore và Mỹ, kinh phí là 11 tỷ đồng. 100 cán bộ đi học tại Nhật Bản, Mỹ, Đức và Singapore với kinh nghiệm thực tế trong quản lý phát triển nguồn nhân lực, kinh phí hơn 18 tỷ đồng. Sở Tài chính Hà Nội chủ trì cử 100 cán bộ sang Đức, Mỹ, Singapore học kinh nghiệm thực tế về quản lý tài chính công, đầu tư công, chiến lược, chính sách công, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở một số nước tiên tiến. Tổng kinh phí là 18 tỷ đồng. Đây là hình ảnh chính quyền Hà Nội đang dùng tiền ngân sách một cách hết sức mờ ám. Theo như đánh giá của nhiều người trên mạng xã hội thì kinh phí này dùng để đi du lịch trá hình. Rất nhiều quan chức cố trích ngân sách vì lý do này để hỗ trợ đi du lịch và không loại trừ khả năng là có ý đồ trục lợi trong đó. Không phải là người dân không tin chính quyền, nhưng đã xảy ra những trường hợp như ông Lê Tấn Hùng, là em trai của ông Lê Thanh Hải. Trước khi về làm tổng giám đốc của Shagri, ông Hùng vốn là chỉ huy trưởng của lực lượng thanh niên xung phong ở thành phố Hồ Chí Minh. Vào năm 2016, Shagri đã ký 10 hợp đồng tham quan học tập kinh nghiệm ở nước ngoài có tổng giá trị hơn 13,3 tỷ đồng với công ty thương mại dịch vụ Hòa Bình Quốc tế và công ty du lịch Thanh niên Xung phong. Tất cả đã tất toán công nợ. Chắc là bà Trương Thị Mai biết những mánh lới rút tiền ngân sách của nhà nước để đi du lịch cá nhân, và câu nói của bà được cho là nhắm vào ông Đinh Tiến Dũng, bí thư, và ông Trần Sĩ Thanh, chủ tịch. Trong chính trị, ai biết tận dụng yếu điểm của người khác thì ắt người đó có thế mạnh. Không phải ngẫu nhiên mà bà Trương Thị Mai lại leo đến chiếc ghế trưởng ban tổ chức Trung ương đầy quyền lực như hiện nay. Đây là hình ảnh bà Trương Thị Mai phát biểu nhắm vào lãnh đạo của Hà Nội. Trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, chưa có phụ nữ nào leo cao như bà Mai, trừ bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Chính trường Đảng Cộng sản Việt Nam đang đấu đá rất khốc liệt. Một phụ nữ mà vào ban bí thư thì có thế lực rất mạnh. Và hiện nay bà Mai không im lặng như lúc trước nữa, mà bà đã lên tiếng mạnh mẽ hơn. Có lẽ vào nhiệm kỳ mới, bà Mai sẽ là một nhân tố mới gây bất ngờ trong Đảng Cộng sản Việt Nam vào thời gian tới. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Hồ Đức Phước chưa bị gọi tên, lộ thế lực khủng chiến với bà X. Bộ Tài chính đang bị sờ gáy, mà người đầu tiên bị ông Trọng xử nặng tay nhất đó là Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý về giá, với hình thức là cách hết tất cả các chức vụ trong đảng. Đây là hình thức kỷ luật rất nặng, khả năng ông Nguyễn Anh Tuấn ngồi tù rất cao. Tuy nhiên, người chịu trách nhiệm cao nhất
trong vấn đề định giá bộ kit xét nghiệm lắm, Bộ trưởng Hồ Đức Phước thì lại chưa thấy Ủy ban Kiểm tra Trung ương gọi tên. Giới quan sát đang xem ông Nguyễn Phú Trọng đốt lò như thế nào. Ngay tại Bộ Tài chính, người ta không phải đợi những thanh củi nhánh mà cần một gốc cây to như Chu Ngọc Anh hay Nguyễn Thanh Long phải vào lò. Thế nó cháy mới được. Nếu không sở tới cấp Bộ trưởng thì ắt rất nhiều người thất vọng về cái gọi là trong sạch và vững mạnh mà Nguyễn Phú Trọng đã hô hào bao nhiêu năm qua. Đây là hình ảnh Báo Việt Á thổi vào Bộ Tài chính nhưng Hồ Đức Phước không sao cả. Có nhiều nhà phân tích đã đưa ra ý kiến về thế lực của ông Hồ Đức Phước rất đáng gờm. Tờ Thời báo chấm D cũng đã trình bày để mọi người được rõ, không phải mà Bộ Tài chính đang chao đảo vì vụ giá kit xét nghiệm mà ông Bộ trưởng lại bình chân như vậy được. Ông Hồ Đức Phước trước đây đã từng là Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Phước lên nắm chiếc ghế Bí thư tỉnh giữa nhiệm kỳ chứ không phải được bầu ở Hội đồng Nhân dân vào đầu nhiệm kỳ. Người đưa ông Hồ Đức Phước lên là Phan Đình Trạc chứ không phải ai khác. Phan Đình Trạc khi đó có quan hệ với Nguyễn Bá Thanh và ông Thanh đã đề nghị ông Tổng kéo Phan Đình Trạc về làm phó cho mình. Ông Trạc về làm phó trưởng ban nội chính là cơ hội rất lớn. Ông chặt đi để dẫn đường cho Hồ Đức Phước ra Trung ương. Có thể nói dù Hồ Đức Phước không có mối quan hệ trực tiếp với ông Tổng, nhưng qua trung gian Phan Đình Trạc, ông Phước có thể vẫn nhờ vả được người đang có quyền lực mạnh nhất ở đảng này. Thực ra, nói với mối quan hệ thân thiết giữa Phan Đình Trạc và Hồ Đức Phước mà bỏ quên Vương Đình Huệ là một thiếu sót cực kỳ lớn. Ông Huệ là người về với trướng ông Tổng từ trước và được ông Tổng xem là cánh tay đắc lực cùng với Nguyễn Bá Thanh. Việc đưa được Phan Đình Trạc ra Trung ương, ông Huệ có công đề xuất và Nguyễn Bá Thanh tiến cử, chứ ông Tổng trước đó không quan tâm đến Phan Đình Trạc. Đây là hình ảnh ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đấy là mối quan hệ tay ba khá vững chắc. Vào năm 2016, ông Hồ Đức Phước được ông Vương Đình Huệ vận động nhảy vào chiếc ghế Tổng Kiểm toán Nhà nước. Vị trí này cực kỳ triển vọng và quả thật sau đó ông Hồ Đức Phước lên nắm chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính. Vị trí đứng đầu bộ máy có cơ hội rất lớn để tiếp tục bước vào Bộ Chính trị. Trước mắt có ông Phan Đình Trạc và Vương Đình Huệ sẵn sàng bảo vệ và hỗ trợ cho Hồ Đức Phước. Vậy mà ai cũng biết hai nhân vật trên đều là những người rất gần gũi với ông Nguyễn Phú Trọng. Xem ra sức mạnh chính trị của Hồ Đức Phước không hề nhỏ chút nào. Như vậy là Bão Việt Á thổi vào Bộ Tài chính đã làm bay chiếc ghế Cục trưởng, trưởng Cục Quản lý về giá. Nhưng người có trách nhiệm cao nhất của bộ này lại không sao, là có cái lý của nó. Ông Hồ Đức Phước là người thuộc vào hạng tên tuổi trong nhóm Lợi ích Nghệ An. Nhóm này có dây mờ dễ má với ông Tổng nên đựng tới Hồ Đức Phước không dễ dàng. Phải vận động rất nhiều ở Bộ Chính trị buộc ông Tổng không ra tay, không được với họ thì may ra có thể thổi được chiếc ghế của Hồ Đức Phước, còn không thì đành bó tay. Đây là hình ảnh ông Phan Đình Trạc. Được biết Nguyễn Thành Nghị đang muốn khui ra sai phạm của Hồ Đức Phước vụ trái phiếu doanh nghiệp, nhưng xem ra việc làm này của ông Nghị chưa ăn thua bởi thế lực đằng sau ông Hồ Đức Phước như thế là không hề kém cạnh thế lực nhà Nguyễn Tấn Dũng. Phan Đình Trạc là ủy viên Bộ Chính trị, Vương Đình Huệ cũng là ủy viên Bộ Chính trị. Đấy là chưa nói đến Nguyễn Xuân Thắng cũng là ủy viên Bộ Chính trị đang đỡ Hồ Đức Phước. Phe Ba Dũng chiến với phe này xem ra khó làm được gì.